Mời quý vị lắng nghe lời Chúa thứ tư, tuần thứ 12 mùa thường niên, ngày 26 tháng 6 năm 2024. Bài suy niệm của tu xá Đa Minh Chúa Chiên Lành, dòng nữ Đa Minh Gò Vấp. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 7. Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đội lúc chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Ở bụi gai làm gì có nho mà hái, trên cây găng làm gì có vả mà bẻ. Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Hằng ngày, chúng ta được nghe trên truyền thông, báo chí, cũng như chứng kiến xung quanh môi trường sống của chúng ta. Biết bao vụ lừa đảo, giả danh nhằm lợi ích cho cá nhân hay một tập thể riêng của họ. Lời Chúa hôm nay cảnh báo chúng ta về những ngôn sứ giả. Họ tỏ ra vẻ tốt lành, đạo đức nhằm lôi kéo mọi người nghe theo họ. Nhưng lòng dạ họ đầy gian dối, mưu mô. Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Nhìn lại bản thân, cũng có những lúc chúng ta nghiêng chiều về điều xấu, buông theo cám dỗ, yếu đuối trong sa ngã. Những lúc đó, chúng ta đã đi ngược lại với lời Chúa dạy. Có những lúc chúng ta đã toan tính rồi hành động theo chiều hướng xấu lôi kéo. Đó là những lúc chúng ta sống phản chứng, đi ngược lại với đường lối Chúa. Chúa nói, cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Không phải qua những lời nói suông, mà chúng ta cần sống thế nào để những người xung quanh, nhất là những người chưa nhận biết Chúa, có thể nhận ra chúng ta là những Kitô hữu đích thực. Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy cố gắng mỗi ngày sống tốt đẹp, thánh thiện, để trở thành những cây tốt sinh nhiều hoa trái tốt cho đời. Đó chính là chứng tá sống động nhất mà Chúa mong muốn nơi mỗi người chúng ta, để được trở nên những người con ngoan hiền của Chúa, đem lại những hoa trái tốt đẹp, thì chúng ta cần được cắt tỉa, cần được uốn nắn mỗi ngày. Hơn nữa, nhờ sự nỗ lực cộng tác với ơn Chúa, suy gẫm và sống lời Chúa dạy, để Ngài dẫn dắt cuộc đời chúng ta, đổ tràn ân sủng nơi tâm hồn mỗi người, chúng ta sẽ trở thành những nhân chứng cho tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, nguyện xin lời Chúa hôm nay thúc đẩy chúng con hoàn thiện bản thân mỗi ngày, sao cho đẹp lòng Chúa hơn. Xin ban ơn cho chúng con trên hành trình bước theo Chúa, để chúng con không ngừng sinh những hoa quả tốt qua đời sống hy sinh, quảng đại, yêu thương và phục vụ. Từ trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ, nơi học đường đến chỗ làm việc, để dù ở bất cứ nơi đâu, hoàn cảnh nào, chúng con luôn là nhân chứng sống động về tình thương của Chúa giữa cuộc đời. Amen. Khi con nghe tiếng kêu mời,
Gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hóa con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi rắc rêu tin vui cho muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Trong tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng ai đâu đến với họ để hát tiếng hát của niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương, sớm mai cơn mê đã tan rồi. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.